người chồng của mình là chơi với anh trai mình. Dạ. Xuống nhà mình chơi từ năm mình chỉ 7-8 tuổi thôi. Thế đến năm mình 17-18 tuổi thì nó chỉ có một chút gọi như là kiểu như là quý nhau cảm tình thôi. Thế lấy nhau về được hơn một năm, khi con mình được 3 tháng thì anh có người khác. Dạ em chào anh Quyền Linh ạ, chào Ngọc Lan, chào dạ. Bạn nữ bên kia, để chào hết tất cả quý vị khán giả trong trường quay ạ. Mình tên Nguyễn Văn Việt, năm nay 47 tuổi, nghề nghiệp của mình là người chăm sóc nuôi bệnh của công ty dịch vụ 247 ạ. À, dạ. Tức là anh đi chăm sóc người bệnh, dạ. Ở đâu cần là mình đi chăm sóc hả? Dạ, em ra tới ngoài Bắc luôn á anh Linh, bất cứ già lớn tuổi gì cũng làm được hết, à. Nằm liệt hay là cái gì làm được hết. Chỉ nghe nói cái nghề của anh thôi là Linh thấy cảm động rồi. Mời nhà gái. Xin chào MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan. Yeah. Chào tất cả khán giả đang xem ở chương trình. Mình tên là Ngô Thị Tuyết. Yeah. Năm nay mình 50 tuổi. Mình ở Quảng Ninh nhưng hiện đang làm việc ở Phú Quốc và Sài Gòn. Anh Việt nè, đang làm việc tức là chăm sóc người bệnh ở đâu? Dạ, hiện tại bây giờ là ca của em nuôi ở ngay bệnh viện Chợ Rẫy anh. Thuê mình nuôi á, chừng nào mà người ta sức về viện, người ta về, người ta hết mướn rồi mình đi về. À, nuôi bây giờ đang nuôi Chợ Rẫy là người lớn tuổi hay nhỏ tuổi? Dạ, người đó nay 92 tuổi ạ. Trời ơi. Tại nghề em làm nay là 26 năm rồi, năm 21 tuổi, năm nay 47 tuổi. Mình ở nhà riêng mình ở đâu? Dạ, hiện giờ thì em là đang ở trong công ty ạ. Công ty, công ty luôn. Có nhà nghỉ cho em đó. À, không có nhà riêng. Dạ, em chưa có nhà riêng. À. Nhưng mà ở dưới quê em thì em còn cái nền nhà khoảng 200 mấy mét. Rồi. Nhưng mà em chưa có cất nhà nổi. Ở Tiền Giang hả? Dạ. Ở huyện nào? Em ở huyện Cái Bè ạ. Rồi. Đó. Tình hình vậy là chắc chắn là những cái điểm mạnh của anh Việt á là rất là nhiệt tình, kỹ lưỡng ha. Dạ. Rồi thương người nữa. Dạ. Anh thấy mình có một cái tật xấu gì không? Em thì nói chung là hơi nhẹ dạ, hay thì xúc động, ưa xúc động dữ lắm. Nhiều khi em thấy những cái hoàn cảnh, những ai khổ hoặc là em nuôi bệnh, em thấy cái giường kế ca kế bên mà bị con mà nó la mẹ hay la cha vậy, cái em làm như là trong cái lòng em muốn chảy nước mắt, em muốn chảy vậy, em thấy tụi đó là phải tật xấu đâu trời, nó tật tốt hay xấu gì thì nhiều khi thể hiện ra trước mặt người ta thấy, à. Người ta cười á. Rồi mời nhà gái. Ưu điểm của mình thì thương người, yeah. Vui vẻ, hòa đồng. Còn khuyết điểm của mình thì cũng đôi khi áp lực công việc cũng có hơi chút xíu nóng tính. Dạ. Lúc nãy em cũng chưa nghe chị nói về công việc của mình, chị chỉ nói là nghề tự do thôi thì em. Thực ra là công việc của mình là mình đang kinh doanh với bất động sản. Chị bao nhiêu mối tình rồi? Một đời chồng. Nhưng dạ. Để mà nói là đến bây giờ đấy, nói là tầm tuổi mình chưa được yêu và chưa biết yêu thì nó cũng hơi kỳ một chút, nhưng mà đúng là như vậy. Hả, là sao chị? Tại vì là người chồng của mình là chơi với anh trai mình. Dạ. Xuống nhà mình chơi từ năm mình chỉ 7-8 tuổi thôi. Thế đến năm mình 17-18 tuổi thì nó chỉ có một chút gọi như là kiểu như là quý nhau cảm tình thôi. Thế lấy nhau về được hơn một năm, khi con mình được 3 tháng thì anh có người khác. Thôi. Dạ. Trời, thương quá. Em xin chia sẻ cái vấn đề này với chị nha. Chị cảm ơn. Dạ. Để bây giờ em qua em nghĩ anh trai bên kia coi như thế nào, rồi em về em báo cáo với chị. Dạ, em chào, chào anh. Đầu tiên là em xin phép được thể hiện cái sự ngưỡng mộ của em dành cho cái công việc của anh. Cảm ơn anh vì đã có cái sự chăm sóc suốt 20 mấy năm cho tất cả những bệnh nhân, những người mà cần cái sự chăm sóc. Cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ. Anh ơi, mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, nói sự thật thì cái năm vừa rồi nuôi bệnh ở ngoài Quảng Ngãi á, nuôi một năm mấy, nhưng mà có quen một cái người phụ nữ đó. Nhưng mà quen rồi tới chừng nuôi cái ông đó, ông 86 tuổi, ông mất. Ông mất rồi mình mới trở về Sài Gòn thì hai người đã thống nhất chia tay luôn. Nhưng mà quen người nữ đó chưa đụng tới được cái tay luôn. Sao kỳ vậy? Sao vậy? Chỉ quen qua quen lại nói chuyện thì ra trước quán uống cà phê rồi về mạnh nay nó ngủ rồi chứ chưa có đụng được cái tay cái gì chứ. Có nói yêu đương gì chưa? Có hứa hẹn rồi à. Nhưng mà sao xui quá cái ông bệnh nhân ông nặng quá cái ông mất. À. Phải là ông đó ông sống lại là theo có nắm tay được.
Ôi nhưng mối tình sao mà nó oan nghiệt như vậy? Người đã mất, tình cũng đi theo luôn. Thật ra anh chăm sóc bệnh nhân mà những người lớn tuổi, 80 mấy tuổi, 90 mấy tuổi, anh thì rất là tuyệt vời luôn á. Sự luôn. Nói thật chứ, xin lỗi không chứ, ai làm được đâu. Cha mẹ mình mà bệnh á, mình chưa chắc mình chăm sóc được á, huống hồ chi là một người lạ. Nói chung là trong cái nghề nuôi bệnh này sống á, một là phải có cái tâm. Không có tâm nuôi không được. Phải kiên trì, kiên nhẫn mới làm mới được. Nói chung em cũng bái quen phục. Em rất là ngưỡng mộ. Nghe luôn. Thôi là bái phục rồi. Cái mong muốn là anh có cái người bạn gái như thế nào? Bạn gái thì nói chung là một á, thì cũng hiền nhưng mà cũng phải năng động tí. Cái thứ hai nữa thì phải biết chia sẻ gia đình. Rồi còn ngoài ra không, còn nhiều là kinh tế hoặc là làm gì kia làm là em lo hết. Trời ơi, thôi được rồi, miễn có người bên cạnh là được rồi ha. Dạ. Em nuôi Covid nữa anh Linh. Hả? Nuôi Covid á, dạ, Covid, em có nuôi Covid trong An Bình á. Em lâu, mình em nuôi 2 ca luôn. Nuôi lâu chưa? Em nuôi năm rồi, là năm năm rồi thôi, năm rồi. Mỗi mình em nuôi 2 ca luôn á. 2 ca luôn. Dạ. Chào MC Quỳnh Ninh. Dạ, chào chị. Ngưỡng mộ lâu quá rồi, hôm nay mới được gặp. Cái hoàn cảnh của anh bên đó rất là lạ. Từ xưa giờ Linh mới nghe lần đầu tiên luôn á. Nếu mà có một người chồng thế này, có thể là anh cũng sẽ về để chăm lo cho gia đình. Rồi có thể cùng mình nắm tay đi suốt cuộc đời này được đó. Người này chắc chung thủy lắm á. Ông chưa nắm ai được, giờ ông nắm chắc chặt luôn, ông buông luôn á. Ông không có thời gian đâu đi ngoại tình. Thôi bây giờ mình muốn một người mẫu lý tưởng thế nào? Thực ra vậy nghe câu chuyện của anh ấy thì mình cũng rất là cảm động, cũng rất là khâm phục một người đàn ông như vậy. Nhưng bây giờ mình đang nghĩ là nếu như mà mình mà có tiến tới với anh ấy xa hơn một chút nữa thì mình nghĩ thấy là anh sẽ bị thiệt thòi. Thiệt thòi cái là thứ nhất là anh ấy nói là anh chiêu vợ, thứ hai là anh lại còn kém tuổi mình, thứ ba nữa là nếu như anh ấy chưa có vợ thì tất nhiên là anh ấy sẽ phải tìm những người mà người ta phải sinh con được cho anh ấy. Thì thực ra để mà nói là với tầm tuổi như mình thì 50 mấy còn sinh được, không có lo. Nhưng mà vấn đề là chị có vẻ như chị không muốn hả chị hả? Không phải là chị không muốn, nhưng mà chị sợ anh ấy bị thiệt. Không, thiệt. Không sao đâu. Thí dụ như giờ á là hai người đến với nhau không có sinh được đứa con nào, anh buồn không? Dạ điều đó thì ông trời nếu mà cho thì mình nuôi, không cho thì thôi chắc cũng không buồn đâu anh Linh. Thôi hai mình dạ, cái phụ hỷ nhau cuộc đời được rồi ha. Dạ. Không có cũng sao đúng không? Dạ. Đó anh không có sợ lo đâu. Ha. Rồi. Giờ mình hỏi người thân đi. Vậy đi. Dạ, anh đi với ai? À nay đi với ship ạ. Ship ngồi à. Em xin chào MC Quyền Linh. Chào em gái song sinh của chị. À, hả? Dạ. Chị là Lan, em là Ngọc Lan. Dạ. Hai song Lan. Dạ. Em chào chị. Em là đại diện bên đàn trai. Thì em thấy chị vì tuổi tác của chị và anh em thì nói chung cũng không chênh lệch nhiều. Còn cái vấn đề con cái thì theo em nhìn nhận là cũng không cần thiết gì mấy. Quan trọng là về già mình hữu hỷ, mình lo lắng cho nhau là tốt là chị. Nếu mà mở rào ra anh chị cảm thấy hạp thì mình bấm chuông để tìm hiểu, để về nương tựa nhau đến tuổi già. Dạ, đúng rồi. Dạ. Cảm ơn chị. Anh đi với ai vậy này gái? Em đi với này à, mấy anh chị em. Chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan ạ. Dạ. Thật sự hôm nay là cháu rất vui khi có cơ hội được ở đây và được tham gia chương trình với chị của cháu là chị Tuyết. Và hôm nay thì cháu cũng rất là vui khi được gặp chú. Đối với cháu thực sự mà nói, đó chính là chú giống như một người hùng. Chị của cháu cũng giống như là một nhà đầu tư. Nếu như chị đầu tư thì chị chỉ có lãi chứ không bao giờ lỗ. Vậy nên là thực sự là đối với một người hùng như chú thì em nghĩ rằng là chị hãy mở rộng trái tim mình và dũng cảm lên tìm hiểu. Mọi thứ khác biệt đều có thể dung hòa. Em chúc chị hạnh phúc. Vâng ạ, cảm ơn mọi người. Hay quá vậy em gái. Hay quá. Rồi bây giờ mình mở rào thôi cho hai bên gặp mặt. Mình cũng nôn nao lắm rồi. Đúng rồi, mở rào. Bắt đầu đi anh trai. Chào em ạ. Em có món quà tặng em. Vâng. Em cảm ơn.
khi nhìn thấy anh hồi hộp quá cho nên là em quên em tặng anh. Cảm ơn em. Em mở giúp anh. Rồi, hên quá, khẩu vinh ích. Cảm ơn em. Hên quá. Hôm nay em tặng anh cái thắt lưng. Thứ nhất là trên thắt lưng này có tên của em. Thứ hai là em còn muốn cột chặt. Cột chặt cuộc đời của anh luôn. Rồi, bây giờ hai anh chị cùng đối diện với nhau nói chuyện đi nào. Lần đầu tiên mới biết em thì thấy em khó cảm tình. Thấy à? Khó cảm tình hả anh? Có. Anh thấy khó cảm tình. Tại anh run quá, anh nói cái thành khó. Tại hồi đó giờ cũng chưa có bao giờ mà thường nói yêu quá cho nên giờ. Không nói yêu bao giờ. Thế thì bây giờ anh sẽ phải nói yêu đi. Để cho nó quen. Ngày nãy nghe nói em giới thiệu là em có một đời chồng đúng không? Dạ. Thì có cháu không? Em có một cháu trai. Nếu em ở Phú Quốc, anh có bay ra Phú Quốc không? Phú Quốc thì anh chưa có ra tới, nhưng mà anh có nuôi 3-4 ca ở Gạch Giá. Đi tàu quá. Có gì đâu, thì có sếp đây nhận vài ca Phú Quốc ở ngoài luôn, có gì đâu. Xin với ý kiến với anh Quyền Ninh này. Em cũng đang là bệnh nhân, em cũng đang rất muốn có người chăm sóc. Đó, trời ơi. Vô luôn. Mà nếu như đã chăm sóc em thì là em sẽ phải thuê dài hạn. Ok. Quá hay luôn. Anh thấy thế nào? Chăm sóc bệnh nhân này cả cuộc đời được không? Dạ, dư ạ. Được ạ. Có tính tiền bạc gì không? Dạ, chắc em từ thiện luôn quá. Rồi, đứng đây, hai người đứng đây nào. Đó. Anh ơi, anh chưa nắm tay ai bao giờ. Hôm nay anh nắm tay em thế nào? Anh nắm như thế nào? Nắm như thế nào đó, thử thách lắm. Cái đó là nắm tay bệnh nhân đó, đang chuẩn bị là dìu vô giường bệnh. Còn đây, dạ, đó. Thiệt á, tôi thương ông anh tôi ghê luôn vậy đó trời. Anh thấy thế nào? Anh thấy làm như nó có sảng khoái thì sao? Sảng khoái. Nếu mình quyết định bấm nút là mình bấm liền luôn. Còn không quyết định, mình không cần bấm. Bởi vì hai con người này cũng rất là hay nha. Rất là vui vẻ, năng động ha. Một người cũng dễ thương. Một người này thì khỏi phải nói rồi. Cái ngành nghề của anh thì ai cũng trân trọng hết trơn á. Mình lớn rồi mình đủ quyết định, đưa ra quyết định đúng lúc ha. Mà đưa ra quyết định là phải chính xác nha. Mình phải có trách nhiệm với nó chứ không phải bấm vì bất kỳ điều gì cả. Anh đã bấm rồi đó. Anh bấm ngay từ giây phút đầu tiên luôn. 1 2 3. Anh chị bây giờ chính thức đã là của nhau. Hãy nắm tay nhau đi nào. Đặt nụ hôn đầu tiên đi. Em không à? Đúng. Không lẽ tôi hôn? Không lẽ tôi hôn? Chị có thể đứng yên cho anh hôn. Đã anh Linh à? Chúc anh chị sẽ sớm hạnh phúc. Dạ. Cảm ơn chương trình. Dạ. Dạ, cảm ơn anh Quyền Linh, cảm ơn Ngọc Lan, cảm ơn chương trình, cảm ơn quý vị khán giả. Cứu em với anh ơi. Giờ nói là bây giờ mình hẹn hò thế nào, em thích cái gì? Thì em thích buổi hẹn đầu tiên mình sẽ hẹn ở đâu? Em thì cũng thuộc tiếp hơi lãng mạn một xíu. Có thể là đi xem phim, ăn tối. Lên tầng 81, uống cà phê dưới mưa. Uống vậy bệnh không? Lãng mạn kệ, nó lãng mạn trước thôi. Bình tĩnh sao? Linh đi coi kịch ma đi. Trời ơi. Rồi thằng nó sợ, nó la lên xong rồi nó phải ôm vô bên đây, ví dụ vậy đó. Đó, lãng mạn là vậy đó ha. Thì lần đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Và chị Hồng Vân ở bên kia và bạn gái. Và tất cả mọi người trong trường quay ngày hôm nay. Xin tự giới thiệu về mình, em tên là Lưu Hoàng Minh. Và năm nay 29 tuổi, hiện đang sinh sống ở quận 12 và làm việc ở quận Tân Bình. Công việc của em là kỹ sư phần mềm. Mình giới thiệu về mình đi nào. Em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào anh bên kia. Em tên là Võ Thị Mỹ Hằng, hiện tại năm nay em 27 tuổi, đến từ Lâm Đồng và hiện tại em đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh ở quận Nhất ạ.
Em hiện tại đang là chuyên viên tư vấn tại một công ty bảo hiểm Canada. À, dạ. Rồi. Bây giờ sẵn đây mình nói luôn về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình luôn. À, thì mọi người hay nhận xét em là rất là hiền. Chị có thấy vậy không ạ? Hiền, em hiền. Dạ, rất là hiền, dễ thương và khéo tay. Có sự cảm thông và lắng nghe đối với mọi người. Dạ. Mình có điểm yếu gì không? À dạ, em có một cái điểm yếu đó là hay quên. Dạ, nhiều khi quen bạn trai nhưng mà những cái ngày kỷ niệm như thế hay quên lắm. Điểm mạnh, điểm yếu gì giới thiệu cho nhà gái biết đi. À, thì điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, biết mà làm việc nhà và nấu ăn. Đúng. Nấu ngon không? Ăn chắc là sẽ ngon anh. Sẽ ngon rồi. Không có hút thuốc, cũng không có rượu bia. Tốt. À, điểm yếu của em là do đặc thù là em làm công việc IT thì em cũng hơi khô khan một chút. Không sao, có tình yêu nó sẽ ướt át liền. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? À, hiện tại thì mối tình chính thức thì em chưa có. Trước giờ em chỉ có yêu đơn phương người khác thôi. Chưa yêu đơn phương lâu không? Cũng không lâu nhưng mà nhiều. nhiều đơn phương luôn hả? Dạ đúng rồi. Lý do tại sao em cứ yêu đơn phương em không dám nói hay sao? À, không, em cũng có tỏ tình hai lần nhưng mà cũng thất bại. Người nào nở lòng nào trả lời để thất bại vậy ta? Đó, nhà trai như vậy đó, yêu đơn phương nhiều lần, thất bại nhiều lần. Thất bại nhiều lần. Chưa có mối tình nào luôn. Chưa có mối tình nào luôn, đó đúng là rồi. 29 tuổi rồi đó nha bé. Rồi bây giờ mình bên đây tình yêu của mình sao nè? Dạ, em có một cái mối tình chính thức, yêu nhau khoảng 5 năm, chia tay cũng được hơn 3 năm rồi chị. Lý do chia tay? Tại vì hai tụi em thì mỗi người một cái hướng đi. Bạn trai em thì muốn về quê lập nghiệp, còn em thì em muốn ở đây. Thì đó là chính là lý do tụi em chấm dứt. Bất đồng quan điểm đó. Dạ. Ha. Thôi để em mới em hỏi đi kìa. Chào em gái. Dạ, chào anh Quỳnh Linh. Bây giờ em muốn tìm một mối tình mới, nửa mảnh ghép dành cho cuộc đời của em như thế nào? Một bạn trai của em thì cao hơn em. Tại hiện tại là em 1m65 rồi. 65 thì... hả? Rồi, em muốn 66 trở lên được. Em muốn một bạn cao khoảng hơn 1m7 đó. Và thân hình rất là khỏe khoắn. Tại vì em rất là thích chơi thể thao. Dạ. Và bạn ấy thì chân thành, biết chia sẻ và đồng hành cùng em trong công việc lẫn cuộc sống. Bây giờ em nghe em gái nói vậy em được bao nhiêu phần trăm em trai? Thằng để tôi qua tôi em nghĩ chắc cũng được khoảng 60-70. 60-70 hả? Chứ anh nghĩ 90 đó. Dạ, em chào chị Hạnh Phúc. Cái hình mẫu lý tưởng của em về người bạn gái là như thế nào? Hình mẫu lý tưởng của em thì em mong muốn người bạn gái mình cao trên 1m50. Yên tâm đây, nãy mới nói 1m65 rồi, dư luôn. Dạ, tóc dài. Dài luôn, có dài luôn. Dạ, hoạt bát và năng động. Có luôn, hoạt bát năng động luôn. Và điều quan trọng nhất em mong muốn đó là người bạn gái đấy sẽ nói nhiều hơn em một tí. Tại vì em cũng hết. Em có nói nhiều không? Em nói từ lúc chị. Em sai lầm rồi đó. Có nhiều người đàn ông cũng vậy đó. Ước gì bạn gái mình nói nhiều hơn mình. Tới chừng về nói nhiều rồi mệt mỏi lắm em ơi. Không, nhưng mà nói nhiều thôi vậy cho nhà cửa cho nó vui cũng được. Không có vui đâu em ơi. Cưng, mình đi với ai cưng? Dạ, hôm nay em đi đến với em trai, với chị sếp và các đồng nghiệp của em. Rồi. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Chào em. Và chào tất cả các anh chị ở trên khán phòng này, cũng như tất cả các anh chị xem đài. Thì may mắn ngày hôm nay bạn Hằng đến đây và có chia sẻ là chị sẽ trao đổi một tí với Minh nha. Thì Minh nhìn rất là hiền, dễ thương. Em của chị cũng được cái hiền lắm, nói nhiều một chút thôi. Vậy thì bây giờ chị hỏi Minh một câu, khi mà lập gia đình với nhau á, thì em muốn hai bạn sống ở ngoài hay là sống chung với gia đình? Điều này thì em cũng nghĩ rồi và em sẽ quyết định là tôn trọng quyết định của bạn gái. Nếu bạn gái là con một của gia đình và muốn ở cái gần chăm sóc với cha mẹ của mình thì em cũng có thể qua ở rể. Và nếu như cô ấy không ngại làm dâu thì có thể qua bên nhà em cùng sống. Rồi, chị cảm ơn Minh. Vậy thì theo em là một bạn nữ làm ở công việc ngành ngoại giao như vậy thì bạn đi rất là nhiều và bạn gặp tương đối cũng khá nhiều khách hàng một ngày. Vậy thì điều đó có làm cho em ngại không? Thì em cũng không nghĩ là sẽ ngại. Nếu như mà tình cảm mà đủ tin tưởng lẫn nhau thì cái điều đó không quan trọng. Chị thêm câu nữa nha. Dạ. Minh rất là dễ thương, thật ra hỏi để cười xem có gì nói cho đứa em á mà. Theo Minh á, một mẫu bạn gái không biết nấu ăn thì đối với em nó có khó khăn gì không? Cũng không khó khăn, nếu như không biết nấu thì em có thể nấu. Và sau này cũng thể chỉ cho bạn ấy nấu được vài món cơ bản cũng được. À chỉ, dạ. Nhưng mà em có nấu luôn được không? Được luôn chị. Được luôn, dạ. Rồi, thôi chị hỏi tới đây chị nghĩ chắc đủ rồi. Dạ, em cảm ơn chị. Rồi. Đấy. Em Minh đi với ai? Dạ, em đi với mẹ và các bạn đồng nghiệp. Chào Văn và chào chú Quyền Linh. Thì chị đây là mẹ của Quyền Linh Hoàng Minh. Cô thấy sao cô?
thì cô thấy cô này cũng dễ thương, cũng thấy cũng vui vẻ, thì cô ok rồi, gặp Minh được là cô được à. Rồi đại diện đồng nghiệp của Minh nói một câu gì đi. Dạ con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh, chào chị, chào anh đàn gái và chào tất cả mọi người trong khán phòng ngày hôm nay. Dạ con tên là Ngọc, là đồng nghiệp của anh Minh, làm chung công ty. Thì nhận xét của con về anh Minh á, là anh Minh rất là hiền lành và dễ tính, người cực kỳ dễ tính luôn, rất biết thông cảm cho người khác. Có thể là anh Minh không phải là người về, giỏi về ngoại hình, không giỏi về ăn nói, nhưng mà anh Minh rất là chân thật. Và chị nghe em hỏi thật sự là chị hỏi chị là lúc mà anh Minh nói về những cái mối tình mà anh Minh không tỏ tình không thành công thì chị nghĩ như thế nào ạ? Cái điều đó nó cũng rất là bình thường thôi. Tại vì đối với Hằng á, thì khi mà Hằng bước trong một mối quan hệ, Hằng cũng quan trọng cái người rất là người ta chân thành. Hằng cũng rất quý trọng điều đó, tại vì trước đây khi mà Hằng quen những cái mối tình của Hằng á, thì Hằng chỉ biết một người đó thôi. Ủa rồi chị, cô muốn hỏi chút xíu đó. Vậy sao trong công ty của Minh có nhiều đồng nghiệp nữ vậy mà sao Minh không cua được ai vậy? Dạ, đây thật ra mà tụi con như anh Minh giống như là một anh cả và những người em. Rồi tụi con quý anh Minh như là anh hai vậy đó. Tại vì anh Minh cũng lớn tuổi hơn tụi con cũng một khoảng á, cho nên với lại nguyên một vàng đi theo là mong muốn có chị dâu lắm. À vậy đó hả? Dạ. Chị bên này rất là xinh nha anh Minh, và chị rất là khéo ăn nói, và hy vọng không phải chị ngoại hình thì chị hãy lắng động một chút xíu vào những cái gì em mới chia sẻ. Thật sự là anh Minh rất là người để chị có thể tin tưởng sau này. Nhìn rồi thôi mở rào đi ông mối ơi. Rồi mở rào. Em cảm thấy gánh nặng quá chị. Ráng lên Minh. Dạ. Tấn công Minh. Quá trời quà cáp rồi trời ơi. Bên nhà gái tôi nhận phụ nè. Anh chào em, thì lần đầu tiên anh có một con giỏ hoa tặng em. Xinh quá, cảm ơn Minh. Và anh có một con gấu bông để tặng em. Thì mong là những lúc mà cô đơn em he buồn thì có thể nhìn thấy nó và nhớ anh. Cảm ơn anh. Cũng rất là trùng hợp, cái món quà hôm nay em chuẩn bị nó cũng liên quan đến gấu. Anh có thấy mắt em bị thâm không? Thấy. Dạ, bởi vì cái món này, để mà làm nên món này em phải thức đến mấy đêm và tự tay em làm. Và em hy vọng rằng từ nay về sau thì anh cũng sẽ có gấu rồi. Em cảm ơn em. Dạ. Dễ thương quá vậy. Rất là dễ thương. Đi đâu bỏ túi nha mình. Thì không biết lần đầu mà gặp nhau thế này em cảm nhận đầu tiên về anh như thế nào? Đúng là anh rất là ít nói. Anh cũng hiền. Và cái điều em cảm nhận ở một người con trai mà làm ngành kỹ thuật á, đặc biệt IT đó, rất là chân thật á. Đó là những cái cảm nhận của em về anh. Thì không biết cái ba ấn tượng gì khi mà anh gặp em? Thì anh đầu tiên là em thấy em có một mái tóc rất là đẹp. Dạ cảm ơn anh. Một nụ cười rất là rạng rỡ và một món quà rất là xinh. Không biết là thường là anh làm công việc á, thì thường là buổi tối hay là cuối tuần thì anh hay làm gì? Thông thường buổi tối thì do anh làm việc nhiều với máy tính cho nên buổi tối anh thường hoặc xem phim hoặc là ngủ để thư giãn mới tới, thư giãn đôi mắt. Và cuối tuần thì nếu như có bạn bè rủ thì anh mới đi cà phê, còn không thì anh cũng ở nhà là nhiều. Anh Minh có sở thích gì đặc biệt không ạ? Thích xem các môn thể thao, như xem đá banh hoặc là xem tennis. Mà anh chỉ thích xem chứ anh cũng không thích chơi. Anh có thích chơi thể thao không? Thể thao thì anh chơi cũng không nhiều lắm. Bây giờ anh cũng biết chơi bowling. Môn đó em cũng thích đó. Vậy thì hy vọng là sẽ có một ngày mình, một ngày sớm nhất mình sẽ đi chơi cùng nhau. Dạ, em cũng hy vọng vậy. Anh có câu hỏi gì cho em không? Vậy là hiểu bên nào nói nhiều hơn rồi đó. Thôi bí rồi đó. Cứu em với anh ơi. Giờ nào hỏi nè, bây giờ mình hẹn hò thế nào, em thích cái gì? Thì em thích buổi hẹn đầu tiên mình sẽ hẹn ở đâu? Em thì cũng thuộc tiếp hơi lãng mạn một xíu. Có thể là đi xem phim, ăn tối. Lên tầng 81, uống cà phê dưới mưa. Uống vậy bệnh không? Lãng mạn kệ, nó lãng mạn trước thôi. Bình tĩnh sao? Linh đi coi kịch ma đi. Trời ơi. Rồi ngàn nó sợ nó la lên xong rồi nó phải ôm vô bên đây, ví dụ vậy đó. Đó lãng mạn là vậy đó ha. Tim cái lỗ tai của em là lỗ tai đẹp lắm luôn á. Nếu mà nói về tướng số, lỗ tai này là giàu lắm luôn. Lấy cái người đàn ông này không bao giờ nghèo được luôn á. Tiến tới nắm tay bạn gái, hát một bài nào đó tặng bạn gái nắm hai tay để giao lưu về cảm xúc cho anh. Cưng quá. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu.
hứa với nhau một câu sẽ yêu trọn đến cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Cảm ơn anh. Em gái có thể đáp lại một bài nào đó. Em sẽ tặng anh một cái đoạn ngắn trong ca khúc Là Con Gái Thật Tuyệt. Tự nhiên cái sợ đoạn của em nó lại tái phát rồi, quên bài. Ngày gọi tia nắng long lánh qua hàng mi, trời nụ cười em tươi lung lên trên phố. Ngày ngùng em bướng đôi chân như thoát rời, đôi tay nhưng cất lời tình yêu đầu tiên là em hồn nhiên. Vui là con gái ha, vui là con gái ha, yeah. Dạ xin hát. Thì cảm xúc của anh hiện tại rất là rung và cũng rất hồi hộp. Thật tuyệt vời khi mà anh được ở trường quay này ngày hôm nay, bởi vì điều đó nó sẽ mang anh đến đây. Ok, về ghế đi mình. Có thể anh ấy không phải là một soái ca, nhưng tâm hồn, sự chân chất của anh ấy, sự chân tình của anh ấy, sự bảo bọc của anh ấy xứng đáng là một người của gia đình. Cô gái hãy suy nghĩ thật kỹ để đưa ra quyết định. Bắt đầu. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Thực sự lúc mà Hằng bấm chị vui, chị vui lắm luôn. Tại vì thằng con rể của chị nó cũng làm IT á, thì nó là một người đàn ông đúng nghĩa của gia đình luôn. Nó không hào hoa, không phong nhã, nó không miệng mồm, nó không gì cả. Nhưng mà cho đến thời điểm này là chị hoàn toàn có thể tin tưởng chị. Để con gái chị, để cho nó lo từ A tới Z của chị. Đầu óc chị vô cùng gọi là yên tâm về cái điều đó. Thì chị nghĩ rằng bạn này có một chút gì của thằng rể của chị. Đầu tiên là về cái tướng số, chị nói là không bao giờ em nghèo, em yên tâm nha. Nha, nha, nha. Chỉ có từ đây mà đổ đi lên thôi chứ không có đi xuống nữa. Ok. Nắm tay nhau thật chặt nha. Bạn bè của Hằng hãy tin tưởng anh sẽ cố gắng. Rồi, bây giờ sẵn trao nụ hôn đầu đời của Minh cho Hằng đi. Anh xin phép.